Xin chào mọi người, chào mừng anh em đang quay trở lại với Tech Room. Và trong video lần này thì mình sẽ giới thiệu tới mọi người một cái app chỉnh sửa ảnh rất là cool, cực kỳ thú vị, miễn phí mà lại cung cấp cho chúng ta rất là nhiều công cụ đặc biệt để sửa cái gương mặt của các bạn, dùng AI, trí tuệ nhân tạo để chuyển cái gương mặt người này thành những gương mặt hoạt hình đủ các thể loại khác nhau, vô cùng thú vị và hấp dẫn. Cái điểm hay của nó so với những cái tool trước đây mà từng có là nó tạo ra những bức ảnh có độ phân giải cao này và đường nét hoạt hình đó thì nó trông rất là đã. Thực hiện ra sao và kết quả thế nào thì mình sẽ chia sẻ ngay sau phần intro. Dù nói thế nào đi nữa mà bất cứ chúng ta ai cũng có một cái chút máu weebu trong người, nên là cái nhu cầu mà chỉnh sửa hay làm gì đó liên quan tới chibi hoặc hình manga các thứ thì mình nghĩ sẽ được các bạn rất là quan tâm. Cái app mà chúng ta cần tải về thì có sẵn trên Google Play Store và App Store. Miễn phí không hoàn toàn. Để mở phiên bản Pro thì các bạn sẽ phải trả khoảng $5 một tháng, nhưng mà để xài phần lớn các tool của nó gần như là miễn phí thì tải về là free ha. Các bạn nhấn cài đặt theo đường link mình để bên dưới phần mô tả của video. Siêu nhẹ. Ủa vừa mới tải về xong các bạn cập nhật là sao vậy? Sau khi mở ứng dụng này lên thì nó cũng không có gì phải làm nhiều lắm. Có một cái bước là yêu cầu update phiên bản Pro tốn tiền, xài thử 3 ngày nhưng mà chưa cần. Anh em nào cần thì sẽ xài sau ha. Đó chính là cái feed, tức là nơi mà những người đã chỉnh sửa ảnh của họ và họ up lên rồi. Phần này cũng rất là hay nha, không phải giống như mấy cái feed thông thường của những ứng dụng khác. Cái này sẽ giúp các bạn tận dụng được rất là nhiều để mà sử dụng ứng dụng này hiệu quả hơn. Những cái này nói sau. Chúng ta sẽ quay trở lại với cái tab đầu tiên, đó là tunmi.com. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy một dòng chữ tiếng Anh nói về việc là chúng ta sẽ chuyển được ảnh của mình thành ảnh hoạt hình bằng AI mà hoàn toàn miễn phí và thực hiện thì nhanh và đơn giản. Chúng ta đơn giản là chỉ cần nhấn chọn vào bức ảnh của bạn, nhấn cho phép. Bây giờ mình sẽ tìm mặt người nè. Bức ảnh nào đó mình chụp người không? Đây. Xin giới thiệu bức ảnh mặt người đầu tiên mình nhìn thấy là ảnh của người anh Khánh FG của mình. Nên mình sẽ dùng luôn bây giờ. AI sẽ phân tích bức ảnh này, lựa chọn gương mặt người và chuyển cái bức ảnh này thành dạng ảnh hoạt hình với nhiều cái chế độ khác nhau, nhiều hiệu ứng khác nhau. Đó là một cái hiệu ứng vẽ đúng kiểu vẽ biếm họa các thứ mà các bạn hay thấy trên Tuổi Trẻ Cười các thứ ấy. Là mặt anh Khánh bên dưới và bên cạnh là mặt đã được phóng tác sau. Wow, trông khá là ngầu đó anh em. Nhất là các đường nét chi tiết là nhìn nó có nhiều nét tương đồng với gương mặt, chứ không phải là vẽ xong mà không nhận ra đây là người nào. Và các bạn có thể lựa chọn tải về phiên bản HD của những bức ảnh này hoàn toàn free, chất lượng cao, up lên mạng xã hội thì làm được nhiều thứ nữa. Tuy nhiên nó sẽ có hai vấn đề. Thứ nhất là lúc nào cũng sẽ có một cái hình nhỏ, hình góc bên cạnh. Thứ hai là sẽ có thêm cái watermark tunmi.com. Nếu mà các bạn muốn bỏ mấy cái này đi thì sẽ phải update lên phiên bản Pro. Đó, ngoài phiên bản này chúng ta sẽ có cái này. Đây là kiểu vẽ hoạt hình kiểu manhwa Hàn Quốc. Còn cái này thì kiểu nó trông thật một tí. Cái này mình không chắc là nó giống cái gì. Cái kiểu này thì trông hơi lạ. Hay là cái kiểu số 2. Đây là kiểu giống mấy phim hoạt hình 2D Disney hồi xưa á, Hoàng tử công chúa các thứ á. Thì đây chính là cái kiểu này. Mình thấy kiểu này rất là ngầu luôn, trông rất là đẹp. Và cuối cùng kiểu cool nhất chính là kiểu số 1 đây. Nó sẽ biến cái gương mặt của các bạn thành một bức ảnh hoạt hình 3D, tức là rất là giống những cái phim Disney 3D được ra mắt trong thời gian gần đây, phim của Pixar các thứ. À, chính xác là rất là giống những nhân vật hoạt hình được vẽ bởi Pixar. Ví dụ như nhân vật mà anh Khánh đang biến thành ở đây thì rất là giống anh đầu bếp trong cái phim gì, có con chuột nấu đồ ăn á. Cái gì anh? Con chuột nấu đồ ăn trong phim Pixar á, cái gì? Cái phim tên gì? Kỳ. What? What do you want? Cơ bản là các bạn nhìn vào thì các bạn cũng đã biết là mình sẽ tìm cái hình và để ở bên cạnh đó thôi. Cái kiểu xử lý nó sẽ như vậy, mang lại chúng ta một cái bức ảnh kiểu hoạt hình 3D từ chính gương mặt của mình, trông rất là dễ thương luôn á. Mình thật sự là không thể nào mà kiềm chế việc bung ra cái chữ dễ thương trong cái tình huống này, bởi vì trông rất là dễ thương 3D quá à. Ở đây thì nếu các bạn không cảm thấy hài lòng với bức ảnh sau khi đã được xử lý thì nó sẽ có một số cái hiệu ứng khác được add vào, thì các bạn nhấn nút Fresh để mà bức ảnh nó xử lý lại. Chờ một chút thôi thì nó sẽ mang ra một cái hiệu ứng khác để xem thử nó có vừa lòng các bạn hơn không. Và các bạn có thể lựa chọn được đúng cái kiểu mà mình mong muốn để mà mang lại một cái bức ảnh kết quả tốt nhất. Là một kiểu khác này, cũng là ảnh 3D nhưng mà nó sẽ ra một kiểu dạng khác. Hay là kiểu này, giống như kiểu lúc nãy này. À, kiểu này này. Đó, nó sẽ có vài kiểu để chúng ta lựa chọn, nhưng mà mình nghĩ cái kiểu ban đầu là cool nhất rồi. Sau khi xong thì các bạn có thể nhấn download HD và bức ảnh đã nằm trong thư viện của mình. Mình có thể theo dõi hay là up lên mạng xã hội. Nghĩ cái này sẽ rất nhiều like á. Ngoài ra ứng dụng này còn có một cái rất là hay, chính là phần feed lúc nãy. Đó chính là nơi mà những người khác đã chỉnh sửa ảnh của họ bằng cái phần mềm này và họ up lên.
không chỉ up lên cho mình xem bình thường mà mình có thể biến tấu lại theo bức ảnh mà họ đã tạo ra ở đây. Các bạn hiểu ý mình không? Tức là đây, ví dụ một bạn đã tạo ra một cái gif rất là ngầu từ một bức ảnh gốc như thế này, các bạn cũng có thể tạo cho mình một bức ảnh tương tự chỉ trong một bước vô cùng đơn giản. Họ làm xong rồi, các bạn chỉ cần chọn một bức ảnh có mặt người tương tự và tất cả sẽ được làm một cách hoàn toàn tự động. Đây, mình chọn được một tấm hình của mình rồi, sau đó mình sẽ canh chỉnh kích thước. Một chút quảng cáo, anh em chờ xíu ha. Cái quảng cáo. Ở đây, ví dụ như cái bức ảnh GIF vừa rồi mà các bạn vừa xem á, thì để xử lý trong ứng dụng này nó sẽ tổng cộng mất 4 bước để làm. Thì trong quá trình xử lý này, phần mềm nó cũng sẽ chạy đúng 4 bước mà các bạn kia làm bức ảnh đó đã làm với mà bức ảnh của mình đã vừa sử dụng. Tới bước này thì mình phải chọn một gương mặt, mình chọn cái này đi. Rồi, tiếp tục nó chạy các bước tiếp theo. Đây, và anh em đã thấy cái kết quả của mình ở đây. Trông rất là cool đúng không? Gương mặt của mình được chuyển thể thành loại hình ảnh hoạt hình rồi này, còn thêm cái gif nói chữ bla 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 bla, rồi còn có mấy cái chữ bla bla hiệu ứng 2D hoặc hình màu hồng hồng xung quanh nữa. Trông rất là dễ thương luôn. Và ở đây nếu các bạn cảm thấy là phần mềm nó cắt xén ảnh của bạn, nhận diện cái khuôn mặt của các bạn nó không có chính xác xung quanh, thì các bạn có thể sử dụng cái nét vẽ bên trên này để các bạn vẽ lại sao cho chính xác đúng phần gương mặt của mình. Và cũng giống như bức ảnh hoạt hình chibi lúc nãy á, thì đó là một ứng dụng miễn phí nên chúng ta sẽ còn cái watermark ở đây. Để xóa watermark thì các bạn phải trả phí, nhưng mình nghĩ cái này cũng không cần thiết lắm vì watermark nó chút xíu à, cũng không ảnh hưởng gì lắm tới bức hình của mình. Nhấn download chờ một xíu, như vậy là xong cái gif này đã nằm trên điện thoại của mình và dùng để up lên Facebook này hoặc là dùng để comment khắp nơi thì sẽ trông sinh động hơn rất là nhiều. Đó là những gì mình muốn chia sẻ đến anh em trong video ngày hôm nay. Sau khi tối hôm qua lúc nửa đêm mất ngủ thì mình tìm ra được cái ứng dụng này, phát kiến mình nghĩ rất là hay và mình sẽ tận dụng nó trong thời gian sắp tới. Một ứng dụng rất là cool để chúng ta chỉnh sửa ảnh và tạo nên nhiều thứ thú vị, nhất là trong dịp cuối năm sắp tới chúng ta sẽ chụp rất là nhiều hình này, up rất là nhiều hình lên mạng xã hội, thì đây là một cách rất là mới để làm cho những bức ảnh của chúng ta độc đáo và thú vị hơn so với mọi người. Và tới đây là hết rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video lần này đến từ Techroom. Như mọi khi thì đường link để tải ứng dụng mình để bên dưới phần mô tả, và trong quá trình thực hiện có gì khó khăn khúc mắc thì comment cho bạn biết ha, mình sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Đừng quên subscribe nha. Quên subscribe à? Cái gì vậy?